Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai sáng nay tiếp tục thẩm định các tờ trình đề án mà Ủy ban Nhân dân tỉnh chuẩn bị trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp cuối năm. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bảo. Một trong những nội dung được Ban Kinh tế Ngân sách dành nhiều thời gian đó là nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh là 84.810 tỷ đồng, giảm 8.731 tỷ đồng so với nghị quyết số 24 ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Như vậy, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cao hơn 31.918 tỷ đồng so với kế hoạch vốn được Trung ương phân bổ 52.891 tỷ đồng và bằng khoảng 1,61 lần so với số vốn thực tế phân bổ giai đoạn 2016-2020 là 52.599 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn khai thác quỹ đất, dự kiến nguồn thu đấu giá đất sau khi rà soát giảm 10.286 tỷ đồng. Việc giảm nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất sẽ ảnh hưởng đến cân đối nguồn vốn cho các dự án đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Vì vậy, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát, xem xét tạm dừng thực hiện một số dự án để tập trung nguồn vốn, nguồn lực để triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm, cấp thiết có ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh và đảm bảo quy định theo luật đầu tư công. Cũng trong phiên họp sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách đã thẩm định tờ trình về danh mục dự án thu hồi đất năm 2024, thẩm định tờ trình hệ số giá đất, đất trồng lúa,